Đây là một lon nước ngọt đã uống xong. Cô ta dùng con dao để cắt phần lon nước ngọt ra. Các bạn đoán xem cô ta đang làm gì nè. Dùng cây kéo cắt cho nó đẹp lại xíu. Bây giờ cưa chẻ cái cây ra, nhét cái miếng lon này vào và dùng để chiên trứng nha. Quá tuyệt vời.